Con này. Đây. Wow. Thêm con nữa. Một cái là trên đường cô chú anh chị. Trời ơi trời. Con cá này có 5 kg luôn á. Ây da. Cái lời này 4 con nha. Cái lời này 4 con. 4 con cá. Nè. Con này giống 4 kg 5 kg luôn á. Để Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi chiều nha. Thì chiều nay Dương đi làm về sớm, Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ của Dương. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lờ thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Hôm nay Dương thấy có mưa, hôm qua có mưa là có nước hơi nhiều nhiều xíu nè. Thì Dương nghĩ là hôm nay chắc có cá nhiều á. Thì hy vọng là như vậy. Nay có hơi có nước nước xíu. Bữa cạn lắm, nay có nước nè, mưa đêm hôm. Giờ đây cũng có nước hơi nhiều nhiều á. Là cái này thì Dương dời. Dời đi không biết cái gít rồi, không biết dời đi đâu luôn á. Đây, Dương tới cái bãi lờ của Dương nè. Hôm bữa là Dương đặt đây nè, nhưng mà nó cạn quá cái Dương dời đi. Ủa, cái là còn đây nè, đây nè. Ôi, còn đây nè. Cá vô chết nè. Khổ ghê. Cách lỗ luôn nè. Cách cái này cá ra rồi. Cái là đầu tiên của Dương thì chết quớt rồi, nước nó ngập quá. Lúc bữa Dương thăm thì nó cạn queo à. Xong rồi Dương là dời lên. Ôi, cái loại sao nó ngóc đầu vậy? Kỳ vậy? Như này thì không cá mắm gì đâu. Để Dương sẽ giặt cái lờ này cái nha. Rồi. Là mà dơ quá không có cá vô đâu. Tại hôm bữa là nó cạn queo luôn, Dương đặt Dương chờ mưa đó. Rồi, Dương đặt cái lò lại đây nha. Đặt chỗ cũ luôn á. Con gì đây? Kìa, cái lò của Dương kìa. Ui. Ấu thiêu vậy. Có gì không anh em? Rồi. Chết luôn nè. Thì Dương nghĩ tối nay sẽ có mưa đó, cho nên là Dương đặt ngay cái đường nước này lên luôn nha. Đây, Dương đặt đây luôn nè. Như là Dương đã tha thăm 3-4 cái lờ rồi đó. Mà chưa thấy cá nha. Ôi, là thay xúc dây châu ở đây vậy? Có bự không? Trời ơi. Một con cá chê khủng nghe. Wow 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 wow. Mèn ơi, con cá chê trắng này giá cô 1 kg luôn á. Dữ lắm rồi. Trời ơi. Xúc cái cây nó trôi luôn mà cá nó không ra được nè. Ây da, ây da. Quá trời đã rồi. Trời ơi. Cái gì trắng 1 kg luôn. Mà mẹ ơi, nè. Wow. Con cá nè. Đây.
Chú nghĩ chắc là ra một con rồi, tại vì nó đi thường là cạnh nó đi là đi một cặp nha. Nè, quá trời hỉ quái rồi, mà con này nó đang có trứng á, cho nên là Dương nghĩ là nó đẻ đó, mà nó đi chắc là ra một con rồi. Wow, vô cá chi trắng 1 ký luôn, ghê không? Thì tí nữa Dương về Dương căng thử nó được ký không nha. Mà giờ Dương phải tìm cái cây nữa để mắc tiêu cái cây rồi. Dương thấy cái cây nó trôi, cái lờ nó trôi đi mà, thì ra là cá nó vô. Có cây này vừa không? Rồi cây này ngắn luôn. Để Dương vô chổng Dương tìm cái cây nha. Quá trời cá chi trắng này. Nếu mà con này chắc Dương không thăm, chắc ngày mai là nó chết rồi, tại vì nó bự quá nó không có chui ra được. Còn con cá đực chắc nó nhỏ nó ra được rồi, nó ra rồi. Dạ. Yeah. Nhớ lại cái lò này Dương đặt ở đâu. Tại hôm bữa ở đây nè, Dương đặt ở đây nè, chỗ này nó cạn quá đi. Dương mới dời cái lò nó đi. Ê, chìm như này. Ô, chìm như này vô cá chết ngủm hết quá. Đây. Thôi ơi, một con cá lóc kiến chết queo. Xin đường. Hên, con không có vô cá bự nha. Thì Dương sẽ đút vô cái kẹt này đi. Đó. Nó tự nó nổi lên. Rồi. Thăm 3-4 cái không thấy cái nhớt, xong rồi cuối cùng cũng được một cái vô con cá khủng nha. Quá trời cái rồi. Trước ở đây khô gan luôn á, giờ không có nước lại không biết. Nó do mưa nhiều hay sao? Ui cái. Là chân gông đóng nhiều quá. Gom đóng như này là không có cá vô đâu. Đi giặt nó là đặt lại được. Là đâu rồi? Đây cái lợn đây. Cái lợn này bữa có cá lóc ở nhà, bữa nay sao? Ui. Ê, cái gì? Ôi con cá phi mà làm dữ vậy đó hả? Con cá phi này Dương bắt luôn. Tí nữa Dương về cái lợn này đi khác. Một cái khủng hay gì trong khi mà quẩy hết ớn à. Rồi thì bắt cá phi luôn. À,
À, Dương để đây, đây. Chứ Dương sẽ quay lại cái đường này, Dương về cái lò này thôi. Như là cái đoạn này Dương con cái đó. Đây con cái nè. Đây thăm cái lò này trước đi. Ôi trời ơi. Lò này thấy gớm. Gồng nhiều rác rến gì nè. Đóng xình đóng mận luôn. Giặt lò này đổ hết mấy cái này đi rồi. Để đặt dời đi nha. Làm mới lại cái. Ừ. Là cái Dương xuất tay chân luôn nè. Trời ơi. Người thấy có con cá gì bự dữ trời hôm nay nè. Trời ơi. Cả nhà ơi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Trời. Đây Dương. Trời ơi. Một cái lời. Tin được không? Trời ơi. Một cái là tin được không cô chú anh chị? Trời ơi trời, con cá này có 5kg luôn á. Dạ. Cái lò này 4 con nha. Cái lò này 4 con cá nè. Con này em có 4kg 5kg luôn á. Để Dương Dương lấy cái vỏ lại Dương đổ kìa. Quá trời ơi. Dạ. Hôm nay chúng cá chê nha cô chú. Nè. Cái lời của Dương. Để Dương banh cái lời ra cái. Để cô chú chị em. Ây da. Ôi trời ơi. Ây da. Không biết sao mà bắt ra được luôn nè. Ây da. Dương bắt từ con nha. Con này là nhỏ nhất. Để Dương bắt từ con nha. Đây, con này là nhỏ nhất nha. Rồi, con này thì vừa. Nó mạnh như đạn. Con này thì vừa nha. Hai con này là bự nhất. Ơi con cá lóc nữa nè. Sao vô con cá lóc đây nó vậy mình. Do con cá lóc nó vô nhỏ quá mình không thấy cá lóc luôn. Rồi. Con này à. Con này nó ôm không nổi quá. Trời ơi. Con này không biết hay chắc Dương đổ vô đi cô chú ơi. Để Dương bắt một hồi là ra ngoài hết đó nha. Để vô. Dương đổ vô tí nữa Dương về Dương nhà Dương sẽ quay cái mấy con cá cho cô chú chị xem nha. Rồi. Con này là thủy quái luôn á. Đúng là thủy quái luôn á. Cái con này Dương nghĩ là sống lâu năm dữ trời lắm à. Dương giới sơ sơ lên cho cô chú chị xem nha. Đây. Không được rồi, không ổn rồi. Thôi. Thì Dương sẽ tiếp tục thôi. Đây quá trời rồi. Con nào nó khủng khủng không à. Là cái Dương nằm đây luôn nè. Ngay cái nắp thì luôn nè. Thì nghĩ là cái lò này có cá nè. Cái lò sạch trơn à, không có miếng gông luôn á. Wow.
cá gì đây. Hey, được một cặp cá lóc nha, ba con luôn hai cặp. Cái này trên này trúng gì ta nè, cá lóc này chắc phải Dương phải bỏ vô trong cái vỏ rồi. Cái bao chứ nãy giờ mấy cái lời này có cái lời này có cái lóc nhiều hết ít luôn rồi thả luôn rồi, cá nhỏ quá thả luôn rồi. Rồi ok tiếp tục đây thôi, rồi mình đi tiếp tục thôi cô chú ơi, hôm nay là trúng rồi. Cái nó nặng quá, Dương bỏ ngoài xe nha, Dương lấy cái túi này đi thôi, chúng ta nói cái lời nữa xong rồi. Đi cũng giờ ơi đi. Một cái lờ gác luôn. Có con đường, có con đường. Lờ gác cũng có lưng lương nha. Có lóc chứ. Hôm nay chưa thấy vàng vàng mà ta. Ờ có con lương nè, nè 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 con lương nè. Mình thấy rõ ràng vàng vàng mà. Bị dính rồi, mày hết chạy ha. Túi này ra được không trời. Rồi ok. Quá trời cái la rồi. Mày nhìn cuốn luôn nhưng giặt lại không được. Ừ, là cái lợi chờ đây nè. Rồi xúc cái cây luôn nè, không có cá nào mà xúc cây luôn rồi. Dạ. Ôi trời. Lại cá vô làm xúc cây ta. Kỳ vậy. Dương sẽ lấy cái lời giặt rồi này, Dương đặt lại đó nha. Cái lời tiếp theo của Dương đây. Dương thấy cái lời này có cá đó, Dương chắc luôn. Đây cái lời sạch trơn à. Lời sạch trơn mà có nước, nước ướt cái lời nè. Cái gì đây? Nó ơi. Dương nghe cá quậy nha, nó nó. Đi. Cá lóc, Dương thấy cả, thì có cá lóc đó. Đây còn mấy con thôi. Không biết là mấy con thôi. Hai con, có con bị như nó cắn banh thành cái đuôi chân nè. Hình như con kia nó cắn con này á. Nè cô chú. Nè, cắn banh cái đuôi chân nè. Thì con này Dương thả đi nha. Này, Dương bắt con này thôi. Hai con như vô chung cái là cái lờ cái nó cắn lộn nhau á. Nè. Đây. Wow, ốm nhấp luôn. Rồi Dương sẽ đặt em lại đây luôn nha. Nhưng mà cái góc này hay có cá lắm. Thỉnh thoảng là vô, thỉnh thoảng là vô đó. Giống cháu của là lại xíu. Rồi tiếp tục. Thôi chơi chú ơi. Yeah.
Nói chung là cái lợ đầu tiên, cái lợ hồi nãy cái dính cá chê của Dương là gần 10 kg rồi đó. Cái lợ đó, đó. Hôm nay là trúng mà. Đây, tiếp tục, tiếp tục. Rồi cái lợ này quả đảm là có cá nữa nè. Cái lợ là sạch chân luôn à. Rồi cá gì đây? Ủa, à một con cá lóc. Con cá bự. Cá không nhỏ nè. Mà bắt luôn. Cá lóc con nhỏ không được nha. Mà nhìn bắt luôn đi. Để người ta xịt, người ta đi xịt á, là ta đi xịt nha. Chích ngay cái nó nhảy cái sỏng này, ta bóc cái lờm lên nó cong lên. Cái chè nặng quá, Dương xách không nổi, Dương xách cái túi nhỏ này đi nha. Rồi, tiếp tục với cô chú ơi. Thầy ơi, nổi nằm ngoài đất luôn rồi. Ây da. Nằm ngoài đất mà cá lóc vô ghê vậy nè. Ây da. Nằm trên cạn mà. Con cá lóc khủng vô luôn. Hai con, ba con. Ây da. Nè. Ây. Cá lóc này nó quẩy. Nó vô á, nó quẩy trôi cái lại ra luôn nè. Cộng thêm nước chảy nữa. Ây. Ây. Đi nhưng mà đây không đi được đâu. Nằm trong cạn luôn, trôi nó quẩy cái cá lóc nó quẩy trôi cái lời ra luôn. Dương đặt lại này lại nha. Là nó bự quá không cho được. Cá. Trời ơi. Nhưng sao mà nó rách dữ vậy? Nè cá nào mà ở đây? Mèn bét ơi. Rồi. Thôi không cứu làm gì giặt giá lại luôn. Sao rách dữ vậy? Cái là nó lại cuối cùng của Dương rồi nè. Mà rách lỗ vậy hàng chi cá ra hết rồi. Thì giờ Dương sẽ quay về nha cô chú anh chị. Thì tí nữa Dương về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem ha. Hôm nay là chung là cũng trúng đậm á nha. Rồi giờ về thôi. Thì Dương vừa về tới nhà nha cô chú anh chị. Để Dương soạn mấy cái này gạt đấy. Mấy cái lờ này gắt với lại nước hôm nãy nè. Thì Dương sẽ về qua đây rồi Dương mai Dương giặt Dương giá sao. Dương lấy cái thau đổ qua xem nha. Thì đây là mấy cá lóc trong bao của Dương nè. Chắc cũng ký mấy cá lóc á. Rồi. Thì để Dương bắt con cá ra cho cô chú chị mình xem chim ngưỡng nha. Đây là con thủy quái. Dương Amazon. Rồi. Con này Dương đón chắc tầm cỡ 3 kg cho lên. Bật luôn được. Dương ẵm cá lên cái gai. Rồi. Không chịu ẵm thì thôi. Rồi, con này. Wow. Đây. Wow. Đây con nữa. À, ấy. Quá trời. Ghê vậy. Đi. Đây còn bé nữa nha. Wow. Quá trời chơi dữ chưa. Đi bỏ cái nó ra cái. Thì đây là cái thành quả của tối hôm nay của Dương nha. Con này chắc tầm 3-4 kg để ngồi Dương căng thử coi. Rồi mệt rồi, hồi cũng mệt rồi. Đây nè, quá trời con cá rồi.
thì cái video thăm lồng buổi tối hôm nay của Dương tới đây là kết thúc nha. Hôm nay chúng lớn rồi cô chú ơi. Mấy con cá này không có trên chục ký á, mấy cá bự này không có chục ký rồi đó. Rồi Dương bye bye cô chú chị nha. Nếu cô chú chị thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Dương nha. Tháng này thì mưa rồi, cá sẽ nhiều, rất là nhiều luôn á.